Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2023, Nguyễn Đức Em sinh năm 1985 và Đỗ Xuân Tùng sinh năm 2000 cùng ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang kiểm đếm chất ma túy có tổng trọng lượng 43,1409 gram loại heroin và methanol để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Qua làm việc, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy của hai bị cáo là trên 30 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Em 17 năm tù giam và bị cáo Đỗ Xuân Tùng 15 năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.